đủ một món nướng cái bà nào đủ chia nhau ăn rồi chia nhau xài món cũng tới. Ngồi có chục cây lâu dây lâu đồ mệt. Đó. Đó là mắm mà mới nói ghẻ chứ mà. Để lâu nay đủ không ghẻ. Để lâu nay kiểu ghẻ có cát hôm nay có lấy. Còn mấy bữa sau á. Có gì cũng được mấy chục. Nó nghe lời dây cứu nằm nó cứu mà thấy cứu hết luôn.